Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, kính thưa đại chúng, kính bạch Thầy, cho con xin được hỏi là một Phật tử tại gia, thì hàng ngày ngoài cái khóa tu, ngoài cái thời khóa thực tập ở gia, ở nhà hoặc là đến chùa, là mình có được cái sự tỉnh thức. Vậy thì trong cái đời sống hàng ngày, làm sao để mình có thể duy trì được cái sự tỉnh thức đó thưa Thầy? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để duy trì sự tỉnh thức và chánh niệm thì người Phật tử tại gia đó cần lưu tâm một số điều căn bản sau đây. Điều 1, giữ sự tập thực tập thiền đều đặn mỗi ngày 16 phút. Là Phật tử tại gia đó, quý vị phải đi làm ở công ty, xí nghiệp. Do đó 4 tiếng vào buổi sáng đó thì quý vị nên dành ra giữa giờ. Tức là nếu 7 giờ làm việc á, thì đến 9 giờ quý vị thư giãn bằng cách đó là thực tập thiền tại chỗ 8 phút. Cách thực tập đơn giản thôi, chỉ cần ngồi trên ghế, khép mắt lại ở một cái chỗ mà không có tiếng ồn và giữ trạng thái vô sở trụ, tức là không bị vướng dính vào bất cứ cái gì trên đời, bao gồm mà vướng dính về ký ức quá khứ, vướng dính về lo lắng tương lai, vướng dính về vọng niệm ở hiện tại. Giữ tâm như trạng thái chân không thì trong vòng 8 phút hoặc tối thiểu là 5 phút đó, thì các căng thẳng của não do làm việc và suy nghĩ nhiều sẽ được tan biến. Và nếu lúc đó chúng ta phối hợp với quán niệm hơi thở qua công thức 4 thì 8 2 5 2 hít vào thật sâu bằng lỗ mũi 8 giây, nín thở 2 giây để khí vào đến tận đan điền, thở ra bằng lỗ mũi 5 giây, nín thở 2 giây để trượt khí ở đan điền đó được đưa lên vùng bụng, từ vùng bụng đưa lên vùng ngực, từ vùng ngực đưa lên thanh quản, từ thanh quản tống ra bên ngoài. Thì quý vị sẽ có được cái sự thư lắng của thân. Điểm hơi thở với chu kỳ 4 thì đó là con số 1. Rồi số 2 cho tới con số thứ 18 thì hoàn tất trung bình được 4 phút thở. Hoặc quý vị có thể chia ra 2 lần buổi sáng, 2 lần buổi chiều ngay đây làm việc. Từ 7 giờ đến 9 giờ đó thì thực tập 18 hơi thở với chu kỳ 4 thì được 4 phút. Và việc thực hiện nó diễn ra vào lúc 9 giờ. Thì trước khi tan sở vào buổi trưa đó thì ngồi lại thêm 4 phút nữa để thư giãn. Thì tương tự vào buổi chiều, từ 1 giờ đến 3 giờ là làm việc được 2 tiếng thì quý vị thở 4 phút. Từ 3 giờ đến 5 giờ trước khi về đó thì cũng thở thêm 4 phút nè. Cứ tạo thành một thói quen. Thì hầu như ngày nào chúng ta cũng trải nghiệm thiền và có được sự tỉnh thức. Điều 2, thời khóa thiền tại nhà
Nếu như trong điều một á, quý vị thực tập thiền ở nơi làm việc, thì tại nhà đó có thể là trước khi đi làm hoặc là trước khi đi ngủ dành cho mình trung bình là 15 phút thực tập thiền. Thì chúng ta sẽ trải nghiệm được sự tỉnh thức, chánh niệm trong thời điểm thực tập đó. Phải biến thành một thói quen giống như là chúng ta ăn cơm, uống nước, mặc áo, tắm rửa, sinh hoạt vậy. Đó là thói quen tích cực. Như vậy, nếu chúng ta tạo thành thời khóa hai lần á, buổi sáng, hai lần buổi chiều ở nơi làm việc, tổng cộng là 16 phút, và một lần buổi tối tại nhà trước khi đi ngủ, trung bình 15 phút, thì mỗi ngày đó, đó quý vị đã có thói quen thực tập được 30 phút chánh niệm và tỉnh thức rồi. Và thói quen á, nó như là quỹ đạo, tức là giúp cho chúng ta đi trên cái con đường đó. Lúc đầu là có điều kiện, về lâu về dài đó trở thành vô điều kiện, thì quý vị mới thành công trong việc giữ gìn chánh niệm trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Đó là bốn oai nghi lớn, và các oai nghi nhỏ bao gồm sự co chân, sự duỗi tay, sự mặc áo, sự tắm rửa, sự nhai nuốt, sự nói năng, sự thinh lặng, thậm chí trong sự thức và sự ngủ. Đó là các oai nghi nhỏ. Thất bại trong việc làm quen với thực tập và mang tính thời khóa thì chúng ta khó kỳ vọng có được chánh niệm tỉnh thức trong các thời khắc còn lại. Vì thời khắc cố định mà còn chưa làm, thế còn lại làm sao mà có được chánh niệm? Điều ba, giữ chánh niệm trong các sinh hoạt thường nhật thì không đòi hỏi quý vị phải ngồi, có thể thực tập ở trong đi, đứng, nằm trong sinh hoạt, miễn là làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được thái độ tâm để không nóng, không giận, không hờn, không tức, không khó chịu, không phản ứng tiêu cực đối với người thân và những người xung quanh. Thì đó là chúng ta có được chánh niệm. Quý vị có thể hỗ trợ bằng cách là ghi một số câu ở nơi mình làm việc á. Ví dụ như người nào đó rất là dễ hận thù thì ghi một cái câu ở ngay mình làm việc đó, là từ lúc đọc kinh Phật hay là thực tập Phật pháp đó, con người cũ của tôi đã chết. Con người cũ nóng giận, ăn miếng trả miếng, hoặc là có những cái ứng xử mất kiểm soát đó. Hãy xem con người đó đã chết rồi, và chúng ta trở thành con người mới. Đó là điềm tĩnh hơn, sâu lắng hơn. Như vậy cái câu đó nó đã giúp cho chúng ta có được cái tỉnh thức, đó là đừng để mình có những ứng xử và những cái phản ứng mang tính bản năng, mất kiểm soát. Thì đó là cách đề khởi chánh niệm để vượt qua tánh nóng giận, sự khó chịu, căng thẳng. Còn những người có thói quen rụt rè, e lệ, sợ hãi, không tự tin, thì ngoài việc ghi một cái câu trên giấy, hãy thường xuyên nhẩm ở trong đầu của mình: tôi rất tự tin, tôi có đủ kiến thức phương pháp đúng để thực hiện ước mơ trở thành hiện thực. Tôi không ngại ai, không sợ ai, không lo lắng gì.
có mặt một mình hay ở trước quần chúng á, tôi làm chủ được kiến thức của mình. Đó, ghi cái câu đó trước mặt, nhẩm câu đó thường xuyên, thì đó là cách đề khởi chánh niệm về cái sự yếu kém của cá tánh mình. Và cái đó nó giúp cho các bạn khắc phục được và vượt qua được yếu kém đó. Như vậy chánh niệm trong tình huống này đó, nó là một loại tự kỷ ám thị mang tính trị liệu, auto suggestion. Còn những người nào mê ngủ, ngủ một cái là quên trời quên đất, người ta có lay cơ thể mình cũng không thức giấc. Thì trước khi ngủ nằm một cách thoải mái, không gối cứng gối cao, không nằm sấp nằm nghiêng, buông lỏng các cơ bắp, theo dõi hơi thở, giữ tâm trong trạng thái vô sở trụ và nhẩm trong đầu. Nếu quý vị lúc mà đó muốn thức vào lúc 4 giờ khuya thì cứ nhẩm là 4 giờ tôi thức dậy, 4 giờ tôi thức dậy, 4 giờ tôi thức dậy, cứ nhẩm song hành với hơi thở 4 thì ra vào cơ thể, thì cái giấc ngủ nó sẽ diễn ra rất là nhanh chóng. Và đúng 4 giờ khuya không cần phải điều chỉnh điện thoại báo thức gì hết trơn, lúc đó quý vị sẽ có một cái giấc mơ. Mà tùy theo người mà giấc mơ có nội dung khác nhau. Nếu quý vị thương kính cha mẹ thì giấc mơ đó nối kết với cha mẹ kêu mình dậy. Nếu quý vị là người có con là nhắc vợ con đi học thì tự động cái giấc mơ đó nó tạo ra cái tình tiết là mình là người cha có trách nhiệm, là người mẹ có trách nhiệm kêu khiều gọi đứa con để cho nó thức dậy, mà trên thực tế là đang đánh thức mình. Và mà mất ra đối chiếu với đồng hồ đúng 4 giờ, đó là lệnh điều khiển tự động. Như vậy thực tập chánh niệm có thể song hành với là cái sự quán chiếu, nói theo Phật giáo, hay là tự nói nhẩm ở trong tâm, nói theo tâm lý học phương Tây, sẽ giúp cho chúng ta giữ được chánh niệm trong những nội dung tích cực mà mình muốn. Nghĩa là phải tạo thành thói quen tích cực. Là Phật tử tại gia, quý vị không cần phải thực tập ngồi thiền một ngày mấy tiếng đồng hồ như là các tu sĩ. Mỗi ngày được 30 phút là tốt rồi. Ai có thời gian nhiều hơn thì một tiếng càng tốt. Và đừng có nghĩ rằng mình là người tu. Có nhiều người tại gia đó, xuất gia thì không dám. Mở nhà tu giống như thầy tu để làm gì? Để tu giống thầy tu thì vào chùa ta tu luôn cho rồi, để làm Phật sự được. Còn ở nhà thì mình còn có trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, nghề nghiệp, công ăn việc làm và nhiều thứ khác nữa. Buông hết mọi thứ mà chỉ lo tu không á thì không phù hợp. Mà phải tu trong mọi động tác, tu trong mọi hoàn cảnh, tức là nơi chốn và thời gian. Miễn là làm chủ được tâm, thái độ tâm, tâm lý tâm đó, là được xem thành công. À, chánh niệm tức là làm chủ được cái thời khắc nó đang diễn ra, tâm mình nghĩ cái gì, động tác cơ thể mình như thế nào, đừng để cho nó đi theo cái xấu, cái tệ, cái dở, cái quấy, cái tiêu cực. Thì làm được như thế thì gọi là duy trì chánh niệm tỉnh thức đối với bản thân ở mọi nơi và mọi lúc.